Chào buổi sáng tất cả mọi người. Sáng hôm nay mình sẽ đi ăn sáng một cái món là gọi là cái gì, chicken bone hả, là thịt gà viên. Cái món này là kiểu dạng là món truyền thống ở Malacca luôn rồi á. Thì để mình gọi cái món này ra xem như thế nào nha. Quán phía sau mình, không gian quán rất là đông khách luôn á. Cái khu này cũng gọi là cái khu trung tâm của Malacca luôn rồi, và nó dạng giống như phố cổ vậy mọi người. Malacca được xem là thành phố di sản rồi đó. Là một cái thành phố mà nó là đặc biệt là quan trọng của Malaysia. Rồi. Giờ mình sẽ gọi thực đơn này. Đấy. Rất là nhiều món liên quan tới gà ha. Ta để mình gọi trước là xíu, mình sẽ cho các bạn xem cái món nó như thế nào ha. Rồi, bữa sáng thịnh soạn đã lên rồi nha mọi người. Mình gọi cũng khá nhiều món á. Cái này là heo quay, cái này là heo barbecue nè. Còn cái này là thịt gà như roti, gà nướng ha. Cái này gà luộc. Và cái này là cái gì, cá viên. Cái loại cá viên này giống y chang ở bên Singapore nha mọi người. Và đặc biệt ở đây là chicken rice bone, nghĩa là gà ăn với lại cơm viên các bạn. Nè, cục cơm viên ha. Mình kêu hai cái thôi, tại vì mình thấy nó có vẻ là nó hơi mềm á, không biết ăn có hợp vị không. Ngoài ra mình kêu thêm một chén cơm nữa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử từng món đi các bạn. Mình thử cái phần gà này trước đi. Nhìn nó rất là hấp dẫn luôn á. Kiểu vậy nè. Giống như cơm gà Hải Nam vậy mọi người. Cái thớ thịt này nhìn nó mềm mà nó bóng bóng. Cái nước sốt này nè, làm rất là vừa ăn luôn. Thịt gà thì mềm mà nó có dây độ dai dai nổi, chứ nó không phải là mềm thèm mấy gà công nghệ mơ rồi. Rất là ngon nha. Ăn hợp khẩu vị lắm luôn á. Giờ mình sẽ thử qua cái món gà roti này nha. Nhìn cái da là thấy nó giòn giòn rồi đó. Gà giòn, da giòn thiệt. Cái vị nó rất là vừa ăn luôn, nó kiểu nó đậm đà theo cái đúng cái vị của mình luôn mọi người. Ngon nha. Ngon. Thì qua cái món này đi. Cái này là gà barbecue, cái này là heo barbecue ha. Rồi. Lên. Rất là thơm mùi là sốt barbecue. Nó sẽ hơi ngọt ngọt. Mà thịt heo nó vẻ hơi cứng mà. Cái này ăn được à. Và tới cái món heo quay. Heo quay thì cái da nó phải giòn ha. Không biết cái da này như thế nào. Cái da nó không có giòn. Nó kiểu mềm mềm. Cái vị thì vừa ăn thì mình cảm giác là ngon hơn cái heo barbecue ha. Mình sẽ ăn thử cái miếng cơm đi. Cơm rất là thơm mùi tỏi á. Nó sẽ có một chút gừng. Mình béo béo của nước luộc gà nữa. Cái cơm ngon nha. Mặn mặn một chút xíu đi chứ. Ngon lắm mọi người. Rồi. Đây, cái này là cá viên ha. Siêu to khổng lồ luôn. Rất là bự luôn nha. Đi Singapore với Mã Lai là mình rất là thích ăn cá viên. Đây. Nó dai dai giòn giòn. Đúng với lại mình thích luôn mọi người. Ngon quá. Đi Singapore với Mã Lai là nhớ ăn cá viên nha. Ngon lắm. Rồi bây giờ món cuối cùng mình sẽ thử món cơm. Cơm viên. Có vẻ nó mềm mềm. Mình sẽ cắt nửa ra nha. Rồi. Nó mềm mềm mọi người. Rồi. Mình chấm một ít nước gà này đi. Nó sẽ thơm cái mùi giống như cái nước, có mùi nước luộc gà nè, có mùi tỏi nè. Rồi kết hợp chung với vị mặn của cái sốt này ăn vô rất là ngon nha. Nó không có bị nhão, nhão nhẹt nha. Ăn vô mình vẫn cảm nhận được cái hạt cơm mọi người. Ngon nha. Nếu mà mọi người, nếu mà tới đây thì chắc chắn là sẽ thử cái món cơm viên này nha. Mình thấy ngon đó. Chứ không có bị lỏng lét nhão nhét luôn nha. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ
ăn chỗ này đây. Xíu nữa mình sẽ đi qua tiếp bên quảng trường Hà Lan để tham quan bên bển nha. Hai mọi người, mình mới vừa ăn ở bên chỗ cơm gà kia xong á, thì gần cái chỗ cơm gà đó có một cái quán cà phê ngay sát bờ sông luôn, view rất là đẹp. Thì mới quay sơ cho mọi người xem á, thì cái chỗ này nó trên cái dòng sông chính của Malacca luôn, và ở phía xa xa kìa, đó là bến du thuyền trên sông ha. Hôm qua mình có xem giá vé thì là 25 ringgit một người, tương đương khoảng chừng 150 á mà các bạn. Đó, mọi người nếu mà muốn đi thì có thể đi thuyền đó. Ngoài ra thì đâu mình thấy bên đây thì có một cái khách sạn ngay bờ sông luôn, view đẹp ha. Ở xa xa kia nữa thì có cái tịch viện bảo tàng hàng hải. Ở Malacca thì nó không có quá đông đúc như bên Kuala Lumpur, nhưng mà được cái là nó rất là bình yên mọi người. Mình thích cái kiểu dạng như thế này nè, mình ngồi bờ sông, mình uống cà phê, nhâm nhi cà phê này, mình có kêu hai ly, một ly caramel macchiato nè đó, với lại cái này là giống như soda vậy mọi người đó. Rồi mình ngồi đây mình uống, mình ngắm thành phố, nó rất là êm đềm và thơ mộng luôn. Thích quá, thích cái không khí này quá à. Bạn nào mà kiểu thích dạng êm đềm thơ mộng giống vậy thì mình nghĩ là Malacca rất là phù hợp ha. Còn nếu mà về thích mà dạng như năng động ăn chơi rồi mua sắm nhộn nhịp các kiểu thì chắc Malacca thì nó hơi buồn một xíu nha các bạn. Rồi, ở phía sau mình là cái quán bar nè. Nói gì nó cũng không hẳn là cái quán bar đâu, nó vừa là cà phê vừa là búp luôn. Tối qua mình có đi dạo một vòng ngoài đây rồi thì buổi tối nó là một cái búp nhỏ để cho mọi người ăn ăn uống tụ tập về uống một số thứ có cồn vậy đó, cũng khá là hay. Rồi mình sẽ ngồi đây một chút xíu nha, xíu nữa mình sẽ tiếp tục đi qua bên quảng trường Hà Lan. Đây mình đang di chuyển qua quảng trường Hà Lan nha mọi người. Đây là cái cầu bắc qua sông nè. Đấy. Buổi sáng hôm nay này khách du lịch nhiều lắm. Đa phần thì mình thấy ở đây thì người ta sẽ đi chơi vòng vòng trong buổi sáng thôi. Buổi tối thì không có nhiều hoạt động lắm. Đây cái khung cảnh này nhìn giống châu Âu không mọi người? Đây là quảng trường Hà Lan ha. Nó mang một cái màu đỏ rất là nổi bật luôn á. Đây có hình mấy con trâu nữa nè. Này có xe gió Hà Lan ha. Ở khu vực này thì đường được trải gạch rất là đẹp. Đó. Bên kia thì khách tham quan nhiều nè. Chắc là mình sẽ di chuyển qua bên đó đi. Dọc bờ sông có rất là nhiều hàng quán. Ở đây có quán nước nè, ngồi nghỉ rồi ngắm cảnh rồi hóng gió mát trên sông. Wow, dưa hấu quá trời luôn. Nước ép dưa hấu. Bên đây miếng bánh. Mình đi bộ bên đây. Kêu đi qua đi. Ở cái nước ngoài người ta rất là nhường đường cho người đi bộ nha mọi người. Quảng trường Hà Lan ở giữa thì có một cái tháp nước nè, bên kia cái đồng hồ. Nói chung kiến trúc là rất là Hà Lan luôn đó mọi người. Thì ở Malacca này ngày xưa là Sim là tức là người người Thái đã chiếm đóng, xong sau đó là tới Bồ Đào Nha, rồi tiếp theo là tới Hà Lan, và tiếp theo nữa là Anh, nên nó chịu rất là nhiều cái ảnh hưởng về văn hóa rồi ngôn ngữ của châu Âu đó các bạn. Bên đây là cái nhà thờ Hà Lan nè, mình có thể vào trong đó tham quan luôn. Đây Street Church Malacca ha, được xây dựng vào năm 1753. Cổng vào nhà thờ thì ở đây. Có vẻ là bây giờ nghỉ rồi, các bạn không cho vào bên trong nhà thờ này. Nhà thờ này sẽ được mở cửa vào 8 giờ sáng. Rồi, bên trong nhà thờ ha.
mang phong cách rất là châu Âu luôn á. Xung quanh toàn cảnh của khu vực quảng trường Hà Lan này. Đây dọc bờ sông Malacca nè, ở bên kia là quán cà phê Harrods, nó có luôn chạm tàu để đón khách luôn nè. Đấy. Rồi cái bên kia những cái ngôi nhà nó có vẽ những cái hình trên những cái bức tường á. Đây nhà sô cô la Malacca Chocolate House. Sô cô la này thì ai cũng biết ha, rất là nổi tiếng. À, ở đây là tập hợp những cái hãng sô cô la nổi tiếng trên khắp thế giới luôn. Tới đây thì mọi người có thể mua về làm quà. Nhiều, rất là nhiều thứ. À, sô cô la kết xịt, món mình thích đây. Ok, buổi sáng hôm nay mình chơi vòng vòng ở khu trung tâm, rồi bây giờ mình sẽ bắt xe về lại khách sạn và lấy hành lý để đi ra bến xe Malacca Central ha. Thì từ đó mình sẽ đi về lại Kuala Lumpur. Các bạn đi tiếp cùng mình nha. Mình đã quay lại trạm Malacca Central rồi nha các bạn. Đây là trạm xe buýt ha. Bây giờ mình sẽ xếp hàng để vào mua vé đi về Kuala Lumpur. Two tickets to Kuala Lumpur. Two p.m. Yes. 2%. Vé tổng cộng là 22.2 đô. Đi về trạm TBS. Rồi đây cái vé của mình nha mọi người. Thì mình mua chuyến lúc 2 giờ cũng ngừng sắp hết chỗ, còn có 3 chỗ thôi. Giờ phải đứa ngồi trước, đứa ngồi sau. Giá là 60. Giá như bao nhiêu? 60 ngàn một vé nha các bạn. Mình sẽ đi về cái trạm TBS, là một cái trạm kiểu dạng giống như miền đông của mình đó. Đó, đi về đó xong rồi mình đi tàu điện về ha. Bây giờ mình sẽ đi vô cái trong cái cổng soát vé. Từ đây đi về Kuala Lumpur là mất khoảng 2 tiếng nha mọi người. Sorry. Mình sẽ scan vé đây. Okay. Yes. Okay, thank you. Rồi. Giờ làm sao để nhận biết đây? Đây là chuyến 2 giờ không? Vậy là sắp tới giờ rồi, đi lên. Ok. Xe của mình nè, Delma. Hành lý thì mình tự bỏ xuống dưới hầm nha mọi người. Bây giờ là 14 giờ rồi, xe mình cũng bắt đầu chạy nha mọi người. Hẹn gặp mọi người ở Kuala Lumpur nha. Mình mới vừa về trạm xe bus ở Kuala Lumpur nha các bạn. Đây phía sau lưng mình nè, cái trạm này rất là lớn luôn ha. Các bạn đi các tỉnh của Malaysia thì có thể ra cái trạm này. Mình sẽ để tên cái trạm ở phía dưới cho mọi người dễ search nha. Đó. Rất là đông khách đang mua vé để đi các tỉnh luôn ha. Trạm này cực kỳ rộng luôn. Và đặc biệt là cái trạm này có cái tuyến để nói đi ra sân bay luôn nha các bạn. Nếu mà các bạn từ Malacca mà về đây rồi muốn đi ra sân bay luôn á, thì một là có thể đi xe bus, hai là mình đi tàu điện ha. Bây giờ mình sẽ đi ra tới sảnh để mình đi taxi các bạn. Nãy mình search đó thì nếu mà mình đi tàu điện đi về khách sạn của mình ở Bukit Bintang á, là một người là khoảng 6 ringgit rồi. Thì giờ mình đi luôn taxi về cho nó tiện để khỏi cần phải kéo hành lý nè. Thì đi về bằng taxi thì tốn khoảng 19 ringgit, chênh lệch khoảng mấy đồng thôi, nó cũng không có bao nhiêu. Tính ra là taxi ở Malaysia khá là rẻ. Nếu mà đi hai người thì có thể đi taxi.
Đây có biển chỉ dẫn ha. Đó. Cứ theo lối này thì mình sẽ tới trạm xe bus công cộng của thành phố Kuala Lumpur, là tới chỗ đón taxi và tới cái trạm tàu điện nè. Đó, bên góc bên phải cái trên cùng là trạm tàu điện ha. Bây giờ mình sẽ đi taxi, mình book Grab mình đi nha các bạn. Ok. Ok các bạn, thì mình đi xuống cái chỗ hồi nãy mình chỉ á, chỗ này là book taxi nè. Nhưng mà dưới đây thì Grab nó không có đón, mình phải đi lên ngược lên trên sảnh lobby ở cổng C nó mới đón được. Ở đây mình có hỏi giá một vài chú taxi đây nè, thì mặc dù là ở kia có để cái biển là nếu mà không có bấm kilometer á, thì bạn không đi. Nhưng mà ở đây vẫn kiểu dạng báo giá các bạn. Và mình hỏi đi là tới 70 ringgit nữa, rất là mắc luôn nha. Trong khi mình coi ở trên Grab là chỉ có 19 ringgit thôi. Báo giá hát giá ghê không? Giờ mình sẽ đi ngược lên lobby để mình đón Grab đi về khách sạn ha. Đây. Rồi, mình quay lại sảnh cái chỗ phòng vé rồi nha mọi người. Giờ mình sẽ đi ra phía cổng bên ngoài, Gassi nè, cổng Si nè, để đón Grab nha. Mình sẽ book một chiếc xe. Giá chỉ có 18 ringgit thôi. Mà nãy ông kia hát 70. Kiếp không? Đó. Xe chỉ đón ở lobby Mensi nha các bạn. Đây. Lobby Gassi. Đó. Rồi mình đã lên xe rồi nha. Rất là nhanh gọn lẹ. Đặc điểm, đặc biệt là khi mình book xe ở đây thì mình phải đứng đợi liền nha các bạn, xe nó sẽ không có chờ mình đâu, nên bắt buộc là mình ra tới nơi rồi mình hẳn bút ha. Bây giờ mình sẽ đi về khách sạn đây. Mình đã về tới khách sạn rồi nha mọi người, và cái khu mình ở là Bukit Bintang ha. Sau vài lần đi Kuala Lumpur thì mình thích nhất là ở khu này, tại vì nó gần chỗ trung tâm mua sắm, giống như tổ hợp trung tâm mua sắm luôn. Còn ở bên chỗ Petronas á, tháp đôi á, thì nó chỉ có một cái Petronas là nó đông đúc thôi, nên mình thấy ở đây là tiện nhất. Thì chỗ mình ở là Holiday Inn Express nha các bạn. Không nghĩ là nó to tới như vậy. Check-in. À, là nó ở trong một tòa nhà chứ không phải nguyên tòa nhà này là của nó. Làm hết hồn tưởng nguyên tòa nhà này của nó chứ. Phòng mình nha, lầu 16 mọi người. Rồi. Ok. Welcome to my room. Wow. Cái phòng nói chung là nhỏ nhưng mà nó cũng khá là xinh đó mọi người. Nó có cái view ra khu Bukit Bintang luôn nè. Cũng lý tưởng hả? Nhỏ nhưng mà có đầy đủ luôn. Cái giường này thì giường queen thôi, không có phải giường king. Rồi bên đây có bàn làm việc, có trà, nước đầy đủ ha, rồi két sắt. Ô, tủ lạnh. Rồi, ở trong đây là toilet thôi. Hơi nhỏ, toilet thôi nha mọi người. Chắc mình nghĩ là cái nhà tắm ở phía bên kia rồi. Không có. Ủa, rồi tắm đâu? À, nhà tắm đây nè. Đây, cái nhà tắm thì bên đây ha, nó sau cái cửa này, sau cửa chính. Ồ, tận dụng hết cái khoảng không của mọi người, cũng khá là smart chứ. Ở đây có máy sấy sẵn luôn. Nói chung lần đầu tiên mình trải nghiệm ở Holiday Inn á, thấy cũng ok mọi người ơi, thấy thích á. Nhỏ nhưng mà rất là tiện nghi ha. Phòng đẹp không mọi người? Thì cái phòng này mình book là chỉ có 750 một đêm thôi. Hai đêm là 1,5 triệu. Khá là rẻ luôn đó nha. Mà có ăn sáng nữa nha. Thì mình book ở trên Agoda. Mình sẽ để cái link ở phía dưới phần mô tả. Bạn nào có cần thì có thể bấm vào link để tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đi xuống phố đây. Xíu nữa gặp lại mọi người nha.